Xin chào mọi người nha, đến với kênh của mình này. Hôm nay mình sẽ coi cận kề này, những chú ong đi lấy phấn nhá, về làm mật này. Ai mua mật thì liên hệ với mình nhá, 0866137811 này, địa chỉ ở số 6 Tràng Thi, Hà Nội nhá. Đấy là văn phòng đại diện của mình này. Mình sẽ bao chất mật cho mọi người nhá. Đấy, mật nhà mình đảm bảo tự nhiên nhá, từ hoa rừng hết nhá. Đây là mình đang đi thăm vườn bí nhà mình, nên là mình thấy ong đang lấy mật thì mình quay luôn cho mọi người xem nhá. Đấy. Đấy. Đấy, ong lấy phấn hai ở lấy xuống chân này, hai biểu chân phấn. Đấy. Rất nhiều ong luôn ở cánh vườn bí nhà mình nhá. Đấy. Cận kề phấn cho mọi người xem. Đấy. Hết chú ong này đến chú ong khác đến lấy, tranh nhau lấy. Đây là cánh đồi này, ong nhà mình lấy mật ở trên những cánh đồi nhá. Trên kia là những vườn hoa rẻ này, hoa dây lang rừng này, những cái cây hoa rừng khác nhé mọi người nhá. Đấy, còn đây là cánh vườn bí nhà mình nên là ong xuống lấy mật luôn. Rất nhiều nhiều ong lấy liên tục. Người nông dân thì đang đi chăm sóc cây bí của mình.